nghĩ của buổi hội thảo hôm nay á, thì riêng bản thân mình thì mình cảm thấy nó rất là có ích, đối nhất là đối với các bạn cộng tác viên, những cái đối tác của LinkHouse nói chung và các bạn làm ở những sàn khác nói riêng, thì nó cung cấp cái thông tin thị trường rất là đầy đủ, cũng như là chia sẻ về những cái định hướng, cũng như những cái phân khúc thị trường hay là những cái kiến thức tổng quan về những cái hướng mà mình đang đi hoặc là những cái mà mình dự định sẽ đi, dự định thế nào cho nó đúng và ít rủi ro nhất dành cho các bạn, gọi nói chung là môi giới, có thể cũ có thể mới. Trước hết em xin cảm ơn đơn vị tổ chức của Subcreative và đơn vị tài trợ để tổ chức một cái buổi hội thảo workshop này rất là bổ ích, cung cấp nhiều kiến thức thực tế và mới về cái thị trường tình hình khu Đông nói riêng và cái Gen Riverside. Qua đó thì em được học hỏi, cập nhật kiến thức về thêm tin tưởng để mình bán dự án, và thêm cái nữa là các anh chị diễn giả chia sẻ nhiều cái kinh nghiệm và từ chính cái câu chuyện của anh chị á, truyền cảm hứng cho những cái người sale như tụi em rất là nhiều. Thì em cũng giới thiệu, em là Hoàng Tiên, thì hiện tại em đang làm giám đốc marketing cho một công ty bất động sản tên là Trường Phát Investment, thì cũng mình chủ đầu tư luôn. Thì ban đầu khi mà nghe cái tên chương trình thì em nghĩ đây chắc chắn là một cái chương trình lồng ghép những cái yếu tố PA một cách khéo léo nào đó về một cái dự án nào đó, và em nghĩ xác suất rất là cao sẽ là dự án Gem, tại vì khu Đông thì hiện tại là Gem là nổi bật nhất. Nhưng mà sau khi tham dự hội thảo thì em thấy là dàn chuyên gia, đặc biệt là anh Kiệt của CBOE cũng như là chị Thanh, thứ nhất là truyền tải rất là đúng và rất là toàn diện về những cái dự báo của thị trường, cũng như là tạo thêm cho mọi người một cái niềm tin nào đó để chúng ta tiếp tục ngọn lửa chiến đấu tất cả những sản phẩm của khu Đông cũng như là toàn bộ khu vực Đông Nam Bộ. Say the word.